Thời gian qua, Harry Won liên tục bị đồn mang thai. Xuất hiện trong một sự kiện thời trang vào tối 21 tháng 12, Harry Won gây chú ý khi lần đầu tiên chia sẻ về tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Gần đây, bà xã Trấn Thành có vòng hai đầy đặn hơn và eo kém thon như đang có tin vui. Khi được hỏi về tin đồn này, Harry Won không ngần ngại trả lời. Tại vì bộ đồ Harry hôm nay là hơi nhẹ nhàng, elegant, không hơi là phụ nữ. Nhưng mà Harry lại là một người có cái tính hơi nhí nhảnh. Cho nên Harry mới tìm được một cái túi này để hỗ trợ cái tính cách của mình thể hiện với cái bộ đồ này. Đúng như lời Harry Won chia sẻ, việc cô vướng vào những tin đồn như thế này đã xuất hiện khá nhiều lần. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì thông tin càng lan nhanh. Như vậy là Harry Won đã chính thức phủ nhận thông tin này. Harry Won sinh ngày 22 tháng 6 năm 1985 tại Seoul, Hàn Quốc, là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình mang hai dòng máu Việt và Hàn. Cô chính thức hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam kể từ năm 2014. Đám cưới của Harry Won và Trấn Thành được tổ chức vào cuối năm 2016 tại trung tâm hội nghị Trap Center. Cặp đôi có lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo.